Đường tròn thành phố rẽ sang Hoàng Văn Thụ, đi thẳng đến đường tròn Đồng Quang. Đến đường tròn Đồng Quang rẽ trái theo đường Lương Ngọc Quyến, tiếp tục đi thẳng đến ngã ba Bắc Nam. Đến ngã ba Bắc Nam rẽ phải đi thêm 100 mét, nhà khoa Thủy Anh bên tay phải của bạn.